Thế rồi mua pháo hoa điện tử đi anh em ơi. Máy bắn bong bóng pháo hoa có led RGB phát nhạc. Rồi, hộp sản phẩm. Vâng, lại đến từ tàu thôi. Thực ra là giống cái súng bắn bong bóng sập phòng thôi. Biến tấu thôi anh em. Hình sản phẩm này. Pháo thì nhìn là biết là tàu rồi. Thằng sẽ lắp sử dụng đây. Cái loại này là mình mua loại 10, kiểu 10 nòng ấy. Tặng thẳng kèm hai lọ luôn này. Lưu ý nhá, hết cái này thì anh em tự pha thì nó sẽ không bay với cả không nhiều bong bóng bằng anh em mua sẵn. Mua cái này chỉ 1.000 một túi thôi. Đây là đề can dán trang trí này. Đây, 10 nòng. Có loại 20-30 nòng thì nó sẽ bắn lên nhiều bong bóng hơn, nhưng mà mình nghĩ là 10 là quá đủ và rẻ nữa. 100.000. Đây, 4 cái bóng đèn led này. Xung quanh này, loa đây, công tắc ấn rất là nhẹ luôn. Cái lỗ này, trang trí thôi. Ở dưới chân đế này, một cái khe đựng pin. Cái này khá là tốn kém pin đây anh em. 3, 4, 5, 6. Trời đất ơi, quá tốn pin luôn. Nắp bên này là cái khoang chứa nước. Cấu tạo bên trong đơn giản thôi, cái quạt motor. Kêu to thế. Ở đây có cái khay để giữ cái lọ này nhá. Đừng quên dán những cái sticker xung quanh như này cho nó đẹp nhá, trang trí. Đây anh em, bật lên này. Đó, 4 cái đèn đều sáng và quạt, đồng thời cái nhựa đệm quay luôn. Đó, đấy, bật lên. Bay phát nhà rồi. Mạnh vãi trưởng luôn em ơi. Ui. Rất là mạnh và nhiều luôn này. Nhiều lắm. Bên thầy nờ chơi trong nhà bẩn hết nhà luôn. Ôi tắt. Nhiều quá, cái này chỉ trong ngoài đường thôi. Kinh khủng luôn. Mạnh hơn rất là nhiều so với súng 32 nòng nhá. 32 nòng, 64 nòng không ăn thua luôn. Ngập luôn này. Dạ. Ui. Cái bản nhạc này nghe nó không hay lắm. Cái phim này nghe là tôn kinh dị luôn. Kinh khủng thật. Bé thích mê luôn. Nhưng mà cái này sẽ tốn xà phòng nhá, tại vì nó phụt nhiều như thế cơ mà. Đấy, chờ một lúc vào được còn khoảng 3/4 lọ. Sẽ được nhưng mà hơi tốn xà phòng. Và bản nhạc nó hơi phụt chuối. 3,5 sao trên 5 sao.